chúng ta cho dân tộc và dân thần vì dân chúng mà đấu tranh. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Hôm nay là ngày 18 tháng 2, 2021, trước bàn thờ tổ quốc, chúng con xin dâng lời cầu nguyện. Lại đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, hồn thiên sông nước, các bậc tiền nhân, anh hùng giữ nước và giữ nước, xin ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công, Tổng thống, Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tao Việt Nam Cộng Hòa những đưa dân tộc Việt Nam vượt qua hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cụ, mọi nhà được an hưởng thái bình, của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng mạnh như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sư. Lời cầu nguyện chấm dứt. Xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đồng nhiệm và đồng bào thân yêu khắp nơi trong và ngoài nước. Xin kính chào tất cả anh chị em. Hôm nay Pha Lê lại trở lại chương trình live stream Hội Phụ Nữ Việt Nam Tăng Dân Chủ Toàn Cầu. Mấy ngày vừa qua tất cả đồng bào ở trong nước ăn Tết, không biết tất cả anh chị em ăn Tết có thấy vui hay không, chứ ở hải ngoại thì Pha Lê không có ăn Tết gì cả, không có gì vui, chỉ là làm mà cho nó cái không khí Tết ở trong nhà mà thôi, nhưng mà ở ngoài đường thì thấy không có gì vui cả. Nhưng mà chúng tôi biết rằng tất cả anh chị em ở trong nước sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái tình hình đất nước hiện bây giờ, kinh tế ở thế giới đều bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên trong cái công cuộc mà giúp dân cứu nước của Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà dầu sao thì chúng ta cũng phải làm, phải tiếp tục.
để mà đem cái tự do ấm no về trên đất mẹ Việt Nam. Thì trước khi bắt đầu chương trình, xin kính mời tất cả anh chị em nghe một bản nhạc rất là quen thuộc trong những cái live stream của tất cả những đại biểu, những tướng lãnh của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, đó là bài hát Việt Nam Đào Minh Quân. Dạ, xin mời. Việt Nam Đào Minh Quân. Nhưng mà tại sao cái người sáng tác nhạc này lại để cái tựa này? Thì từ hồi lúc trước tới giờ thì chúng tôi cũng không bao giờ suy nghĩ là tại sao có cái tựa như vậy. Chỉ biết là cái bài hát này nói về một vị tổng thống đang giúp dân của nước, đại khái là như vậy. Nhưng mà khi nghe đi nghe lại cái bài hát Đào Minh Quân, Việt Nam Đào Minh Quân, thì bây giờ chúng tôi lại nghĩ ra một cái nghĩ khác, là cái người đặt cái tựa đề này nói là đất nước Việt Nam chỉ có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mới có thể cứu được. Tại sao nói Việt Nam Đào Minh Quân mà không có nói là cái khác? Tất cả chúng ta đều biết hiện nay Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo là một chính phủ duy nhất chính danh hợp pháp và một chính phủ có thể đứng ra giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam. Thì cái bài hát Việt Nam Đào Minh Quân này nó đúng với cái nghĩa là chỉ có Đức Quốc Công Tổng thống mới cứu được nước Việt Nam mà thôi. Anh chị em hãy nghe đi nghe lại rồi anh chị em hãy suy ngẫm. Khi mà một người sáng tác ra một cái bài thơ hay là một cái bài nhạc gì đều mang một cái ý nghĩa với một cái tâm trạng là muốn miêu tả cái câu chuyện của một người, đại khái là như vậy. Bài hát rất là ngắn ngủi nhưng mang một cái ý nghĩa, nên tất cả những live stream, những truyền thông đều hát Việt Nam Đào Minh Quân. Thì chúng ta hãy cầu nguyện trời Phật hồn thiên sông núi cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sớm trở về để lấy lại đất tổ, rồi sẽ không làm khổ người dân chế thể chế Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì hôm nay chúng tôi là live stream cũng sẽ đọc cho anh chị em nghe cái thông báo và sẽ giải thích. Tại vì thông báo của chính phủ thì rất là nhiều, nhưng mà đợt vừa qua đó thì
tất cả chúng ta đều bận rộn Tết nhất nên không có thể truyền ra hết và giải thích hết cho tất cả đồng bào anh chị em biết. Nên hôm nay chúng tôi sẽ đọc lại những cái thông báo cũng có một số đồng nhiệm đã đọc. Theo cái quan niệm của mình, để mà cho tất cả đồng bào anh chị em biết, hiểu được đường lối của chính phủ, hiểu được Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và hiểu rõ Cộng sản Việt Nam, những người tay sai làm tay sai cho Tàu Cộng hiện nay là như thế nào, để chúng ta cùng đoàn kết lại, giải thể cho được chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Nhất là những người mà đang khao khát tự do, những người bần cùng của xã hội là những người bị bất công nhiều nhất trong cái đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay. Còn những thương gia, những người làm ăn với Cộng sản, những con ông cháu cha, thì dầu cho những người bần cùng của xã hội chết hết, họ cũng không bao giờ lo. Nhưng Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì khác. Hầu như tất cả chúng ta đều nghe đường lối của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là một đường lối rất là nhân từ và độ lượng. Bình đẳng, coi mọi người dân Việt Nam, mọi tầng lớp đều giống nhau. Tại vì tất cả người Việt Nam của chúng ta, ai cũng là người, giàu nam hay là nữ, cũng phải được bình đẳng giống như nhau. Nên cái thể chế đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là để phục vụ cho người dân, để mang tự do, hòa bình, ấm no về cho tất cả người dân Việt Nam của chúng ta. Không giống như chế độ Cộng sản Việt Nam, chỉ cướp và cướp. Cướp chừng nào tận cùng của người dân, xương máu của người dân, mà họ cũng vẫn không bao giờ hết cướp. Đó là nguyên nhân tại sao Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả quý đồng nhiệm trong chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa phải ra sức để giải thể cho được cái chế độ Cộng sản Việt Nam là như vậy. Nếu đất nước Việt Nam được tự do, thanh bình, ấm no thì tất cả chúng tôi không cần phải làm. Nhưng mà đất nước Việt Nam khi từ khi Cộng sản cướp miền Nam rồi cướp miền Bắc rồi cướp miền Nam, hầu như không có ai có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc cả. Nên tất cả những người ở hải ngoại, những người có tấm lòng, ai cũng muốn làm sao để mà cùng với Đức Quốc Công truyền bá thông tin của chính phủ, truyền bá tất cả những gì mà từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cũng đưa đến cho người dân Việt Nam bằng mọi hình thức để tất cả người Việt chúng ta hiểu được. Hiểu được một vị Tổng thống đang làm gì để cứu dân cứu nước, hiểu được đường lối, hiểu được Cộng sản Việt Nam là như thế nào. Để mà chúng ta đem tự do ấm no về trên đất mẹ Việt Nam. Lỗi chờ. Trước hết thì sẽ đọc cho tất cả anh chị em nghe cái thông báo mới nhất là ngày 16 tháng 2. Từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc sẽ khởi xây dựng cái tượng đài Đại đế Quang Trung. Là một người đánh đuổi ngoại xâm mà rất là lâu, cách đây mấy trăm năm về trước. Rồi chúng tôi sẽ đọc cái thông báo kế tiếp nói về Cộng sản Việt Nam. Dạ, xin mời tất cả anh chị em cùng nghe. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, CA 92814. Thông báo số 2021-0216 3 trên VV V Phi Thi Thi ngày 16 tháng 2, 2021, nơi gửi ban văn thư, nơi nhận các tướng lãnh, quý đồng nhiệm. Nội dung khởi công xây dựng
Đại đế Quang Trung. Thưa quý đồng nhiệm, hôm nay ngày mùng 5 xuân Tân Sửu, tức là ngày 16 tháng 2 2021, thừa lệnh Đức Quốc Công, chúng ta cho làm lễ tưởng niệm trận Đống Đa do Đại đế Quang Trung lãnh đạo vào đầu năm Kỷ Dậu 1789, đã đánh tan đội quân Mãn Thanh do tướng giặc Tàu là Tôn Sĩ Nghị cầm đầu kéo sang nước ta theo sự cầu viện của tên Lê Chiêu Thống, nhà Hậu Lê, cách đây 232 năm. Nhân ngày tưởng niệm trận Đống Đa, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã gửi chuẩn tướng Nguyễn Nhanh, trưởng đoàn văn nghệ qua tình thương ba từ Texas, phối hợp với đại tá Hứa Tường Văn từ Minnesota đến, đã được vinh dự nhận lệnh Đức Tổng thống Đào Minh Quân để làm kiên cố cổng vào tụ nghĩa đường và cử hành lễ khởi công đặt tượng Đại đế Quang Trung tại trung tâm Lục Giác Đài. Trân trọng chúc mừng và chúc quý vị thành công. Thừa lệnh Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ban văn thư Đại tá Đào Minh Châu. Đó là cái thông báo mà tụ nghĩa đường sẽ xây cái tượng Đại đế Quang Trung để mà tưởng nhớ một người cũng đã bảo vệ cái tổ quốc Việt Nam của chúng ta có được giữ vững cho đến ngày hôm nay. Từ bậc tiền nhân này đến bậc tiền nhân khác nối tiếp nhau để bảo vệ cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cũng noi gương các bậc tiền nhân bảo vệ tổ quốc. Nên rất cần tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta cùng đoàn kết lại, cùng Đức Quốc Công Tổng thống giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, cái chế độ mà đem rất là nhiều đau khổ cho người dân, tan tác cả một đất nước, cả một dân tộc. Nếu không có người nói tiếp để bảo vệ cái tổ quốc của mình thì Tàu Cộng nó sẽ nuốt chửng cái đất nước mình, sẽ biến thành một quận lỵ của Tàu. Mà chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta cũng phải tiếp nối, cũng phải noi gương các bậc tiền nhân để mà bảo vệ tổ quốc giang sang của chúng ta. Hiện nay chúng ta có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, chỉ cần tất cả đồng bào anh chị em tham gia trưng cầu dân ý, nói lên tiếng nói của mình, đó là sức mạnh đoàn kết. Nói cho quốc tế biết rằng chúng ta không muốn sống với chế độ Cộng sản. Hãy nói cho thế giới biết rằng đất nước Việt Nam đang sống lầm than. Đó là bài hát, trong những bài hát của Đức Quốc Công Tổng thống đã miêu tả cái đất nước Việt Nam của mình, cũng giống như những bài thơ Thức Giấc Độ. Những bài thơ nói lên nỗi lòng của Đức Quốc Công Tổng thống là một người muốn cứu lấy đất nước Việt Nam, không muốn nhìn thấy những cảnh lầm than đó tiếp tục xảy ra trên đất nước của mình. Nên ở tụ nghĩa đường, từ từ sẽ xây thêm tượng đài của những bậc tiền nhân để chúng ta xem đó là một biểu tượng cho chúng ta noi theo, cũng là tưởng nhớ tất cả những người hy sinh để bảo vệ cái tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Mà cho đến ngày hôm nay, chúng ta mới có đất nước tổ quốc Việt Nam của mình. Tuy rằng cách đây đã 232 năm về trước, nhưng mà tất cả chúng ta đều đã học ở các trường, đều có dạy. Nhưng mà không có ai mà làm được giống như các ngài. Tại vì chúng ta cứ nghĩ rằng những cái chuyện mà lấp biển giá trời này phải có những người rất là tài giỏi, rất là trí tuệ mới có thể làm được. Chúng tôi cũng phải theo Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mới có thể cứu được đất nước Việt Nam của mình.
chứ không phải riêng một người nào đơn thân độc mã mà có thể làm được. Nên tất cả anh chị em Việt Nam của chúng ta muốn đất nước Việt Nam được tự do, muốn giải thể chế độ tà quyền cộng sản, thì anh chị em hãy đoàn kết lại cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, nay là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, với sự lãnh đạo của Đức Quốc Công, thì chúng ta sẽ đem tự do về trên đất nước Việt Nam của chúng ta, đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước của mình. Bây giờ bắt đầu đọc cái thông báo thứ hai và giải thích. Anh chị em nghe thử Đảng Cộng sản Việt Nam, với cái nhìn của tất cả anh chị em qua những cái bài viết như thế này, thì anh chị em nghĩ như thế nào về những người cầm đầu cái đất nước Việt Nam của mình và dâng cái đất nước của mình cho Tàu Cộng? Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe, sẽ đọc cái thông báo kế tiếp. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807 Anaheim CA 92814. Thông báo ngày 12 tháng 2 2021, trò lừa bịp của bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam, một tổ chức phi pháp tay sai Tàu Cộng đang bách hại dân Việt. Kính thưa toàn dân Việt Nam, hôm nay là ngày đầu năm âm lịch, trước thềm năm mới, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa xin thay mặt cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, và tất cả quý tướng lãnh, quý đại biểu và các cấp chỉ huy, quý giới chức, thành viên, đồng nhiệm trong chính phủ, kính chúc mọi người luôn có sức khỏe dồi dào, một năm mới bình an và đầy may mắn. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã từng lưu ý đồng bào nhiều lần về một băng đảng phi pháp đang trá hình là nhà cầm quyền Việt Nam. Bọn này từ khi có mặt tại miền Bắc Việt Nam để dùng bạo lực cướp chính quyền từ nội các của chính phủ Trần Trọng Kim, tạo ra cái gọi là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để đấu tố, cướp của, giết người, tạo ra một hệ thống kìm kẹp sắc máu, thống trị toàn miền Bắc nước ta, và sau đó đã vận dụng nhân vật lực của đồng bào miền Bắc để xâm lăng miền Nam, tạo ra cái gọi là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tục thực hiện giả tâm diệt chủng người Việt của Tàu Cộng, hầu biến nước ta thành một quận lỵ của Tàu. Bọn cầm quyền này từ căn bản là một tổ chức phi pháp. Chúng lợi dụng danh xưng nhà nước để dọa nạt và tùy tiện bắt bớ, giam cầm, sát hại những nhà ái quốc. Bọn gian đảng này còn cưỡng chiếm đất đai, sang đoạt nhà cửa, trấn lột tài sản của dân chúng. Đó là những tội đại hình với trường hợp gia trọng. Trong suốt hơn 75 năm qua, băng đảng Cộng sản Việt Nam này chưa bao giờ được người dân bầu lên hay chuẩn thận bằng việc trưng cầu dân ý trong vai trò đại diện đất nước và nhân dân Việt Nam. Chúng đã mạo danh nghĩa là nhà cầm quyền để thống trị, mặc tình thu gom tài sản, trấn lột sức lao động của người dân, phục vụ cho ý đồ bá quyền của Tàu Cộng. Chúng áp dụng đường lối độc tài, độc tôn, độc ác của chủ nghĩa cộng sản ngoại lai để cai trị dân Việt. Tư tưởng đường lối này hoàn toàn dị biệt đối với tư tưởng bản chất đại đa số 92% người Việt Nam. Hai cơ quan được gọi là quyền lực của nhà cầm quyền này là Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chỉ toàn là đảng viên Cộng sản, là một đám sai nha xuẩn động do những đầu sỏ tham ô
ngu dốt cầm đầu dưới sự ngấm ngầm lèo lái của Tàu Cộng, nên chỉ biết thi hành theo lệnh đảng, mà chúng tưởng chúng thường ngụy trang là lệnh trên hay lãnh đạo để không có ai chịu trách nhiệm trực tiếp. Nhưng chúng tôi phải vừa duy trì, xin lỗi đọc lại, nhưng chúng phải vừa duy trì đảng bộ gọi là chính trị bộ và ngụy trang thêm một bộ ngoại vi lấy tên là nhà nước để lừa gạt nhân dân, nhưng là một nhà cầm quyền trá hình với đầy đủ ban bộ hành nghề, nhưng chỉ là che mắt dân chúng, vì tất cả là do những tên côn đồ sắc máu văn hóa vô văn hóa trong bộ chính trị cầm đầu. Chúng còn lừa, còn bịp, lừa bịp tạo ra cái gọi là quốc hội mà do mười mấy tên đầu sỏ cùng với vài trăm tên cặn bã xuẩn động cùng nhau đóng tuồng diễn kịch phường chèo mua quan mua ghế gọi nhau là đại biểu quốc hội. Dù có tên chưa học hết lớp 3 và cũng bài trò có nhiệm kỳ 5 năm như một chính quyền dân chủ hòng che mắt quốc tế, thực ra cái quốc hội này có nhiệm kỳ là suốt đời. Ví dụ như quốc hội khóa 12 chỉ có 493 đảng viên chiếm trọn tất cả ghế đại biểu cách đây hơn 12 năm. Sau đó mỗi năm 493 tên phường chèo đại biểu này tự bầu bán quốc hội khóa 13 cho nhiệm kỳ 2011 đến 2015. Và cái gọi là quốc hội khóa 1 này cũng là tự bầu ra quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Với 496 đại biểu hiện nay, tất cả những tên đại biểu quốc hội này là do đảng viên cộng sản, không do dân bầu, là một quốc hội phường chèo bất hợp pháp. Do đó, cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cái tên dài vậy đó, chỉ là bù nhìn tham quyền cố vị, không đại diện cho đất nước Việt Nam và con người Việt Nam. Bọn chúng không có quyền hạn và cũng chẳng có tư cách gì để bầu lên bất cứ một nhân vật nào để lãnh đạo đất nước. Không như Quốc hội khóa 1, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa gồm có 1.070 đại biểu được chọn lựa từ 85.672 thành viên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, mà hiện nay đã lên đến 87.000 vị, và số phiếu trưng cầu dân ý đã lên gần 8 triệu phiếu của người dân Việt trên thế giới bầu chọn Đức Quốc Công Đào Minh Quân là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, là vị lãnh đạo chính quyền và đại diện chính thức của nước Việt Nam. Để thay thế cho bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tay sai Tàu Cộng. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ, nhưng đã được sự chuẩn thuận của người dân Việt Nam với gần 8 triệu phiếu trưng cầu dân ý trong tinh thần tự do và tự nguyện, được nhìn nhận là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của Việt Nam hiện nay. Chính phủ này đã thiết lập chế độ Việt Nam Cộng hòa Đệ tam với vị lãnh đạo là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, do dân và đã tuyên thệ nhận trọng nhiệm tổng thống vào ngày 11 tháng 11 2018.
để đại diện cho toàn dân Việt Nam đứng ra giải thể cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước phế bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam tay sai tàu cộng, không do dân bầu lên mà không cần tiêu tốn xương máu. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang phạm các tội danh lừa đảo, cướp của, giết người là một băng đảng tội ác. Do đó, những ai tiếp tục tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau ngày 16 tháng 2, 2021 đều bị xử tội đồng lõa và âm mưu với tội ác. Do đó, tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nên từ bỏ đảng để được Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa khoan hồng. Tất cả những dân biểu của cái gọi là Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được khuyến cáo không nên đến trụ sở hay bàn mưu tính kế lừa bịp hãm hại đồng bào Việt Nam. Đó là tội đại hình có thể bị truy tố dẫn đến việc bị tịch thu toàn bộ tài sản và tù tội cấm cố chung thân. Hiện nay, toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đều do Đảng Cộng sản Tàu Khuyên Lót, Tàu Cộng dùng tên tai sai trung thành là Tô Lâm, một tên vô danh tiểu tốt, chỉ học đến lớp 10, nhưng rất nham hiểm và hung ác. Y là con của Tô Quyền thuộc dòng dõi của tên giặc Tàu Tô Định. Cái này là cha làm ác mà tới đời con, đời cháu, đời chích thì cũng ác luôn. Ti Tôn Quyền vốn là một tên Tàu vô học, biết tiếng Việt rất ít, nhưng là một cai ngục nổi tiếng cực kỳ khát máu, nên được Cộng sản Việt Nam giao cho quản lý trại giam và sau đó nhờ nổi tiếng tra khảo đánh đập giết người ác độc nhất nên được giao làm trưởng cục V26, nay là tổng cục 8. Vì Tô Lâm là Tàu Cộng, dòng giống Tô Định và Tô Quyền nên bản chất cũng cực kỳ hung ác. Tuy vô học nhưng tên này được Tàu Cộng ép cho Cộng sản Việt Nam, cho y làm đại biểu quốc hội từ năm 2016 mà không cần lo lót. Chỉ sau 5 năm, tên này được chọn làm Bộ trưởng Công an, đã chuyên quyền chi phối gần như toàn bộ nguồn máy công an, bộ đội Cộng sản Việt Nam. Chính tên này là người đã theo dõi những người Việt hải ngoại về nước và là tên cầm đầu toán công an giết anh hùng Trần Văn Bá. Ông nguyên là chủ tịch Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris. Khi về Việt Nam tranh đấu chống bọn Cộng sản Việt Nam, chúng đã xử bắn anh hùng Trần Văn Bá tại Thủ Đức vào ngày 8 tháng 1 năm 1985 theo lệnh của Nguyễn Tấn Dũng. Dù vậy, nhưng vì đang bị Hoa Kỳ và quốc tế giám sát nên bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam cũng không dám chính thức đối đầu với Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời. Chúng chỉ là bọn diệt gian hay tai sai tép riêu quậy phá, mong triệt hạ uy tín của Đức Quốc Công, làm giảm tiến độ trưng cầu dân ý để cho việc chuyển giao quyền lực chậm hơn, hầu có thể thêm thời gian chuyển tải phân tán tài sản trộm cướp của quốc gia và sang đoạt của đồng bào. Nhưng đã đồng lõa tiếp tay cho bọn gián điệp Tàu Cộng đồng hóa nguồn máy cai trị Việt Nam thành
một bọn tay sai sai nha cướp cấp quận của Tàu. Thì bây giờ anh chị em cũng biết là cái nào cũng có Tàu hết đó. Do đó chúng đã thúc ép bọn tham quan ô lại hèn nhát đầu sỏ Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận những tên lú lẫn như Nguyễn Phú Trọng hay CLM Nguyễn Xuân Phúc làm lãnh đạo phường Tuồng để tên Tàu Phù Tô Lâm dễ lèo lái. Ngoài ra, để phụ họa với bọn lú lẫn này, Tàu Cộng cũng cho thêm những tên tai sai như có chút ngoại ngữ như tên Phạm Bình Minh diễn trò điện đàm với tân ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken. Tuy nhiên, những vị có chức vụ ngoại giao quan trọng như ngoại trưởng Mỹ thì phải biết Phạm Bình Minh là ai. Tên Minh này sinh ngày 22 tháng 3 năm 1959, nhưng khai sinh trễ nên đề ngày 26 tháng 3 năm 1959. Y nguyên quán tại xã Liên Minh, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Cha của y là Việt Giang Nguyễn Cơ Thạch, lúc bấy giờ giữ chức tổng lãnh sự của cái gọi là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Ấn Độ, đã cưỡng giam Phan Thị Phúc đẻ ra, nhưng vì sợ vợ chính là Lê Thị Hồng Tho biết nên thay vì khai sinh tên y là Nguyễn Bình Minh, tức là sợ vợ chánh nên là khai là Nguyễn Bình Minh, đành phải khai họ giả là Phạm Bình Minh. Sau khi Lê Thị Hồng Tho chết bí mật thì Nguyễn Cơ Thạch chính thức lấy Phan Thị Phúc. Sao mà lộn xộn quá. Thở nhỏ, tên Phạm Bình Minh này theo học tại trường phổ thông cấp 2 và ba Nguyễn Trãi tại Hà Nội. Năm 1977, y ghi tên dự thi vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhưng học dốt bị thi rớt, phải nhờ cha của y là Nguyễn Cơ Thạch chạy chọt, dùng thế lực của đảng để đưa y vào học tại Viện Quan hệ Quốc tế. Học dở cũng học là được nữa. Tuy học hành không ra gì, tên Bình Minh cũng được tốt nghiệp năm 1981 và được nhận ngay vào làm chuyên viên vụ đào tạo Bộ Ngoại giao, vì lúc bấy giờ Nguyễn Cơ Thạch, cha ruột của Phạm Bình Minh, là Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam. Sau một năm, năm 1982, y được bổ nhiệm làm tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Nhưng sau hơn 3 năm làm việc, tên này chỉ chuyên lui tới xóm Bình Khang tại London để kiếm gái ăn chơi trị lạc, nên bị triệu hồi về nước năm 1986. Nhưng thay vì bị khiển trách, tên này vẫn được phân công làm chuyên viên của vụ vấn đề chung Bộ Ngoại giao. Năm 1991, y được thăng làm Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế Bộ Ngoại giao. Cho dù trong suốt thời gian tại vụ vấn đề chung, tên Phạm Bình Minh chỉ ăn chơi, ve vãn gái và đôi khi còn lấy vợ của nhân viên dưới quyền của mình. Trước khi về hưu, tên Nguyễn Cơ Thạch chạy chọt cho Phạm Bình Minh làm đại sứ, phó trưởng
phái đoàn đại diện trực thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc năm 1999. Từ năm 2001 cho đến tháng 1 2003, y làm công sứ, phó đại sứ đại diện sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tháng 3 2001, y được triệu hồi về nước và được bổ nhiệm làm quyền vụ trưởng vụ tổ chức quốc tế. Cho đến tháng 8 cùng năm, y được bổ nhiệm chính thức làm vụ trưởng. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, y được bầu lên ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Biết anh chị em có nghe rõ hay không vậy? Lần đầu tiên là pha trở lại, chúng tôi là trở lại live stream cái này. Nãy giờ thì là đọc, không biết là anh chị em có nghe rõ hay không. Tháng 9 cùng năm, y được bổ nhiệm làm trợ lý bộ trưởng, giao phó cho Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tháng 8 2007, Phạm Bình Minh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao. Tháng 11 cùng năm, y được làm Thứ trưởng Thường trực. Dù trong suốt bao nhiêu năm làm công tác ngoại giao, tên này chưa có một thành tích gì cả, mà chỉ giỏi chạy chọt và nịnh nọt tham gia các lô thầu xây cất nhà mà không phải ra tiền vốn. Tất cả là to rạp với băng nhóm Nguyễn Tấn Dũng để chuyển ngân tiền ngân hàng dưới dạng công ty quốc doanh. Tại hội nghị lần 9 Ban chấp hành Trung ương khóa 10, nhờ các ban đảng tham nhũng với Nguyễn Tấn Dũng, tên này đã được chuyển từ ủy viên dự khuyết lên ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10 từ ngày 13 tháng 1 2009. Ngày 29 tháng 3 2010, y được Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm kiêm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam để chi chác nhau ngân khoản tài trợ của quốc tế về công tác dò tìm thám hiểm sông Cửu Long. Tháng 1 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, y được Nguyễn Tấn Dũng đề bạt và bầu lên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Tháng 8 2011, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 13, y đã được bầu lên làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay cho tên Phạm Gia Khiêm. Gia Khiêm, tên sao giống Tàu quá. Ngày 13 tháng 11 2013, y được Quốc hội bầu lên làm Phó Thủ tướng kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Dĩ nhiên, tên Phạm Bình Minh được thăng quan tấn chức nhanh như vậy vì Nguyễn Tấn Dũng có tên trong danh sách 19 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đang bị Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời khởi tố tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Nên Cộng sản Việt Nam tìm người thay thế Nguyễn Tấn Dũng lui dần vào bóng tối. Do đó, Cộng sản Việt Nam và số truyền thông bất lương vì nhận tiền đút lót của Cộng sản và vì
thiếu kiến thức về Cộng sản Việt Nam đã rầm rộ đánh bóng chiến thăm Hoa Kỳ của tên dâm tặc này. Trong thời gian tên này đến Mỹ để bàn thảo việc Hoa Kỳ chấp nhận bán vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam với loại phi cơ tối tân P-3 chuyên khám phá và truy kích tàu ngầm. Thật ra, như tin tức từ Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 1 tháng 10, 2014 đã cho hay, Lockheed P-3 Orion là loại máy bay cũ rích được hãng Lockheed chế cho Hải quân Hoa Kỳ từ đầu thập niên năm 1960, tức là nửa thế kỷ qua, với tuổi thọ là 7.500 giờ bay. Mà hiện nay hầu hết các phi cơ P-3 cũ này đã được sử dụng trung bình khoảng 16.000 giờ bay, tức là đã bay gấp hơn hai lần tiêu chuẩn cho phép. Nói cách khác, loại phi cơ này đã bị phế thải. Năm 2007, Hải quân Mỹ phải ngưng bay 30 chiếc P-3 và đợt kiểm tra hàng tháng, tức là tháng 9 2009 có 10 khác, và đến lúc đó thì chỉ có 49 trong số 147 P-3 đã được chấp thuận, tức là kiểm mà giống như là không có đủ tiêu chuẩn nên là bị lỗi rất là nhiều. Hiện nay Hải quân Hoa Kỳ đã có kế hoạch ngưng bay từ 6 đến 10 P-3 Orion một năm, và tất cả máy bay P-3 còn lại phải được đánh giá lại mỗi 6 tháng trước khi cất cánh, và trong tương lai sẽ không còn được sử dụng, phải thay thế bằng phi cơ P-8A Poseidon. Loại máy bay cũ sắp phế thải như thế mà Cộng sản Việt Nam gọi là vũ khí sát thương tối tân, đúng là bọn vẹt láo bịp, và có lẽ chúng muốn sát hại các phi công Việt Nam cho rớt xuống Biển Đông vì tai nạn kỹ thuật máy bay. Là một bọn ác ôn như Tô Lâm, Phạm Bình Minh ngu dốt, tham quan, dâm ô, láo bịp, phản động, hại dân như thế mà lãnh đạo, đại diện cho đất nước, thì tương lai dân tộc Việt Nam đi về đâu? Trân trọng kính chào Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cái bài rất là dài, nói và trong này có 2-3 tên mà rất là nổi tiếng ác, và nổi tiếng tham ô, và nổi tiếng là hối lộ, tham nhũng đại khái. Thì tất cả anh chị em nếu mà đã nghe những cái thông báo này đọc đi đọc lại, tại sao chúng tôi phải đọc đi đọc lại cho anh chị em nghe? Tại vì anh chị em đọc hay là nghe một lần anh chị em chưa có hiểu hết đâu. Cả chúng tôi cũng vậy. Mỗi khi chúng ta đọc, chúng ta sẽ suy nghiệm được. Chúng ta sẽ hiểu rõ về bản chất Cộng sản. Tại sao Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc phải đưa ra những cái thông báo này? Là để cho chúng tôi truyền bá cho tất cả anh chị em, giải thích cho anh chị em biết là Cộng sản như thế nào, và những người lãnh đạo, những người đảng viên Cộng sản Việt Nam có quá khứ như thế nào, để chúng ta mới biết là tại sao cái đất nước Việt Nam của chúng ta nó tàn tệ như vậy. Tại vì những tên lãnh đạo là những người không có đạo đức, không có học thức, vào đảng để mà dơ dét tài sản và tài nguyên của quốc gia mà thôi. Văn phòng Thường trực cũng viết rất là nhiều nói về Quốc hội của Cộng sản Việt Nam mà tự họ bầu bán lên, không phải do dân bầu.
Thầy đã nói là cộng sản độc tài, độc tôn và độc ác thì hình như cái gì cũng độc, tức là độc quyền luôn. Mà đã độc hết á thì người dân Việt Nam không có được cái gì cả. Thà độc là tỷ nó một mình nó làm gì làm, nên nó không bao giờ để ý tới người dân. Đó là nguyên nhân tại sao Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công phải ra sức để giải thể Cộng sản Việt Nam. Tại sao chúng tôi phải giải thể Cộng sản Việt Nam? Tại vì Cộng sản Việt Nam làm tay sai cho Tàu Cộng và những người cầm quyền là toàn là sát hại người dân, cướp của, cướp tài sản, cướp tài nguyên quốc gia của Việt Nam. Chứ không phải là những người đem quyền lợi đến cho người dân, xây đắp một đất nước Việt Nam phú cường. Đó là nguyên nhân tại sao Tổng thống Đào Minh Quân phải giải thể. Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền từ miền Bắc cho tới miền Nam. Mà đã nói cướp thì khi lấy được đất nước thì càng tiếp tục cướp. Cướp tận xương tủy của người dân. Nên Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc muốn tất cả người dân Việt Nam của chúng ta phải hiểu về Cộng sản, phải hiểu tất cả những gì Cộng sản làm. Có thể anh chị em đã thấy Cộng sản nó không lo cho người dân. Nó đối xử với người dân cũng rất là tàn tệ, nhưng mà anh chị em không hiểu thấu về bên trong của Cộng sản Việt Nam. Anh chị em đã nghe chúng tôi đọc hồi nãy giờ tên Phạm Bình Minh, Nguyễn Tấn Dũng, Tô Lâm, Tô Quyền. Tất cả những người này là những người sát hại người dân, ác với người dân, chứ không có đem cái gì cho người dân cả. Bây giờ chúng ta bắt đầu sơ lược lại. Có thể những đoạn đầu anh chị em bây giờ chúng ta nói về cái đoạn sau cùng mà sắc Cộng sản Việt Nam và những tên cầm đầu như Nguyễn Tấn Dũng, Tô Lâm, Phạm Bình Minh là những người anh chị em phải biết. Tại những người đó là đang cầm đầu cái đất nước của mình đó. Nên anh chị em phải biết rõ về những người này. Có một thời tất cả người dân Việt Nam chúng ta nghe Nguyễn Tấn Dũng rất là nổi tiếng về cái vai trò thủ tướng của Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà anh chị em có hiểu được Nguyễn Tấn Dũng là như thế nào? Nguyễn Tấn Dũng nếu mà xếp về mà tội ác đó, về mà sự tàn ác đó, Nguyễn Tấn Dũng cũng nằm trên mà thở cỡ là top 10 đó. Ở nước ngoài là ta thấy trên 10 người mà đứng đầu mà tàn ác nhất. Tuy rằng bề ngoài nó đỡ hơn những cái đảng viên cộng sản khác, nhưng mà cái giả tâm và cái tham vọng thì không ít chút nào. Tất cả những đảng viên cộng sản Việt Nam nếu leo lên được cái chức vụ nào cao nhất thì họ sẽ leo để cho họ nắm quyền sinh sát và họ có thể dơ dét tài nguyên quốc gia để mà là thôn tính tất cả những cái gì mà họ muốn. Đó là nguyên nhân tại sao mà họ phải từng bước đi lên dầu đút lót tốn rất là nhiều tiền. Mà Nguyễn Tấn Dũng hiện nay rất là giàu, chuyển rất là nhiều tiền ra hải ngoại. Và cả con cái của Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy. Anh chị em thấy tiền đó từ đâu mà ra? Những tên đảng viên Cộng sản Việt Nam dù làm cái chức vụ cao nhất cũng không bao giờ có được cái số lương mà trong chỉ có vài chục năm cầm đầu cởi cổ người dân mà có tới tỷ tỷ đồng tiền như vậy. Anh chị em biết là một thủ tướng hay là một tổng thống ở hải ngoại này một năm bao nhiêu tiền không? Theo chúng tôi biết thì ở nước Mỹ và nước Úc hình như là lương thủ tướng và tổng thống gần giống nhau. Thí dụ như ở Mỹ, chúng tôi thí dụ ở Mỹ là một ông tổng thống khoảng 300.000 đi ha. Thì ở Úc cũng 300.000. Tức là ở Mỹ thì 300.000 đô Mỹ một năm, còn ở Úc thì cũng là 300.000 nhưng mà đô Úc. Tại vì ở mỗi một nước thì cái tiền vật giá nó xài nó khác nhau, nhưng mà cái lương nó giống vậy đó. Ví dụ mà anh chị em thấy chỉ có vài trăm ngàn một năm thôi mà phải lo rất là nhiều cái chuyện của đất nước. Nếu mà sơ suất thì người dân chửi và người dân biểu tình, rồi có thể là bị bầu cử lại. Ví dụ, nhưng mà những tên cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại sao nó có nhiều tiền như vậy?
Nguyễn Tấn Dũng hay là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, chúng tôi tin chắc rằng nó giàu hơn cả thủ tướng Úc này, cả những ông tổng thống của nước Mỹ hay là tất cả các nhà lãnh đạo khác. Là tại vì nó lên cầm quyền người dân đó, cái đất nước của mình nó chỉ gom vô mà thôi, chứ nó không có bỏ ra. Còn những lãnh tụ, những lãnh đạo của các nước tự do không thể ăn hối lộ, không thể dùng cái quyền lực của mình để mà muốn gom cái gì thì gom, muốn làm gì thì làm, không có được như vậy. Họ chỉ lãnh lương rồi họ điều hành đất nước, chỉ thế thôi, nên không có ai giàu cả. Có thể nói những nhà lãnh đạo trên thế giới, nếu họ đi làm ăn thương mại đó, họ giàu hơn rất là nhiều với vai trò tổng thống hay thủ tướng. Nhưng mà có chỉ có thể là đó là vai trò mà những người đó phải làm, tức là cương vị tổng thống hay thủ tướng như Đức Quốc Công tổng thống như vậy. Nên những người lãnh đạo ở hải ngoại này, nhất là những nước tự do không giàu như Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Xuân Phúc hay là Tô Lâm, Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, tại vì họ làm việc trong sạch, họ không dơ vét của người dân, họ không lấy tài nguyên quốc gia, thì anh chị em nghĩ là sao họ giàu được. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam thì khác. Miếng nó gom được thì nó cứ gom. Mà bây giờ nếu Tàu Cộng muốn cái gì, muốn mua đất nào thì nó cũng gom góp tài nguyên của quốc gia, hay là mua cái gì của Việt Nam nó đều gom. Nó chia bán để chia chác nhau. Đó là nguyên nhân tại sao đất nước của mình nó tàn tệ như vậy. Thay vì những cái tài nguyên đó, những cái tiền đó là để lo cho người dân, để xây đắp một đất nước Việt Nam hồn thịnh, phú cường, xinh đẹp. Nhưng mà họ không làm như vậy. Họ chỉ bỏ vào túi riêng. Như vậy thì anh chị em có thể là anh chị em giang cái lưng ra cài để trả nợ quốc tế. Tại vì chính bọn họ đã vay tiền của quốc tế để cho người dân Việt Nam chúng ta giống thế để cài, để trả. Nếu anh chị em vẫn tiếp tục không cùng với Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, thì cái người mà lãnh hậu quả nhiều nhất là anh chị em. Vay nợ cũng anh chị em trả, rồi anh chị em ăn chất độc, anh chị em chết, anh chị em bệnh cũng là anh chị em, chứ không có ai khác. Đã nói Cộng sản Việt Nam cầm quyền thì không bao giờ lo cho người dân. Mà không lo cho người dân phải biết tự giải phóng mình ra, tự giải thoát mình ra khỏi cái ngục tù đó. Những người mà đã ở trong cái tù, nhà tù nhỏ Cộng sản Việt Nam, còn anh chị em thì ở cái nhà tù lớn hơn mà thôi, không khác biệt gì cả. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói tới những tên từ đỡ từ tên nha. Đó là nó cai trị cái đất nước của mình mà nó tàn tệ như vậy đó. Nó nhồi nhét cho người dân Việt Nam chúng ta những cái thứ mà chúng ta không có nên để trong đầu. Riết rồi nó bị nhiễm hồi nào mà tất cả chúng ta đều không biết cả. Anh chị em có thấy là họ mua quan bán chức và họ muốn làm cái chức vụ gì thì họ làm không? Anh chị em thấy rất là dễ, chỉ cần con cha, con ông cháu cha đảng viên Cộng sản Việt Nam giàu dốt nát như Phạm Bình Minh cũng có thể leo lên những cái chức vụ cao nhất. Vậy thì Cộng sản Việt Nam nó đâu có cần học, nó chỉ học biết làm sao để dơ vét tiền và tài nguyên, tức là mua quan bán chức hay leo lên những cái chức vụ gì quan trọng là được. Nó đâu cần học, người ta học mới có thể làm được, còn cái này nó không cần học. Nó chỉ cần dựa hơi Cộng sản, con ông cháu cha thì có thể làm được. Phạm Bình Minh này ở Úc cũng biết rất là nhiều về tên này, rất là giàu có và chuyển rất là nhiều tiền qua nước Úc này. Tại vì có thể là Phạm Bình Minh này phải đem tiền qua các nước chia tùm lum để cho không có bị phát hiện. Nhưng mà lưới trời ti thưa nhưng khó thoát. Dầu Cộng sản Việt Nam có đem tiền đi giấu ở các nước nào đi nữa, tới chính phủ mà muốn truy tìm thì không khó chút nào. Anh chị em biết Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân còn
và tất cả những người yêu nước còn có thể vạch mặt tên Việt Giang. Hồ Chí Minh là nằm ở Lăng Ba Đình đó. Mà do Tàu Cộng nó cài khôn khéo như vậy đó, mà Đức Quốc Công Tổng thống và những người có tấm lòng yêu nước còn tìm ra cái nguyên nhân mà tại sao Cộng sản Việt Nam vào cái đất nước của mình, rồi bây giờ ký mật nghị thành đô, dân biển đảo, dân tất cả. Thì anh chị em nghĩ những cái tên mà gom góp tài sản này nè, nó nghĩ nó sẽ làm cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mất cái uy tín, để cho người dân không có trưng cầu dân ý, để nó kéo dài cái thời gian để chuyển tất cả những tài sản ra hải ngoại. Tới chừng mà chính phủ lại thì nè, chính phủ trở về thì nó cũng còn tiền. Nhưng mà chúng tôi đã nói rồi, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Nếu Đức Quốc Công Tổng thống và những người muốn truy tìm thì không có bao giờ bỏ sót một người nào. Bây giờ còn có thêm người dân Việt Nam nữa. Người dân Việt Nam cũng thông minh lắm. Tại vì người dân Việt Nam biết là những cái tên này gom góp tiền, sống trên xương máu. Thì khi có lệnh của chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm Thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, anh chị em nghĩ người dân Việt Nam có thấy tài sản của tên này tên nọ có thể không nói hay không? Nói còn được khen thưởng nữa, tại vì tài sản đó là tài sản của người dân. Chính phủ tịch thâu lại để lo cho đời sống người dân, để xây dựng một đất nước. Mà anh chị em chỉ những tài sản của những tên đầu sỏ cộng sản này đó, anh chị em là đang làm phước đó. Anh chị em còn được ban thưởng, và anh chị em sẽ lấy những cái, tức là chính phủ lấy những cái tiền đó để có thể xây dựng một đất nước Việt Nam của chúng ta phú cường, xinh đẹp. Chắc anh chị em đã nghe 617 tỷ mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân truy tìm, mà hiện nay đã bị chính phủ Hoa Kỳ đóng băng. Tất cả tài sản đó là của những đảng viên Cộng sản Việt Nam. Anh chị em cứ nghĩ 600 tỷ thôi, mình đừng bây giờ mình đừng nói con số lẻ làm gì, mình nói 600 tỷ đó trải dài trên đất nước Việt Nam. Anh chị em, đất nước Việt Nam có đẹp không vậy? Là người dân Việt Nam có đói không? Tuy rằng chưa phải là giàu có nhất thế giới, nhưng mà cái số tiền đó rất là lớn, là tại vì 617 tỷ nó không phải là một con số nhỏ nha. Cái đó là lên tới tiền tỷ rồi. Nên giải thích cho anh chị em biết là anh chị em đang sống, đang bị người ta bóc lột đến tận xương tủy đó. Mà anh chị em còn ngồi đó mà nghe lời của Đảng Cộng sản Việt Nam là anh chị em sẽ bị thua thiệt, sẽ bị nó lường gạt, sẽ bị nó trấn lột. Tới chừng anh chị em chỉ còn cái xác khô thì tới đó đã trễ rồi. Tức là nó đã lấy hết. Khi mà chính phủ chưa có về thì anh chị em sẽ mất tất cả. Như vậy thì anh chị em nghĩ là anh chị em có muốn giải thể Cộng sản Việt Nam hay không? Nếu muốn thì anh chị em đã thấy cái đường liên trưng cầu dân ý đã chạy, chứ tại sao mà chúng tôi phải live stream để cho chạy đường liên trưng cầu dân ý, để cho anh chị em biết là chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm Thời, Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống cho người dân có quyền quyết định vận mạng của đất nước, cho người dân biết là Đức Quốc Công Tổng thống đang kêu gọi trưng cầu dân ý để là hỏi ý kiến của người dân xem đồng bào Việt Nam của chúng ta có muốn giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam hay không. Nếu muốn thì vào đường liên trưng cầu dân ý. Đó là nguyên nhân tại sao chúng tôi cho chạy đường liên trưng cầu dân ý lúc live stream như thế này, để nhắc nhớ cho anh chị em biết là chúng ta có một chính phủ, chúng ta đang cần tiếng nói của người dân là muốn giải thể Cộng sản Việt Nam hay không. Nếu toàn dân hiệp lực thì không có một thế lực nào, dầu Cộng sản Việt Nam nó ác cỡ nào, sau lưng nó có Tàu Cộng cỡ nào, nhưng mà có sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì không có cái tên nào mà có thể tiếp tục cầm quyền được. Tại sao chúng tôi phải nói mạnh như vậy? Cả Tàu Cộng mà Đức Quốc Công Tổng thống còn chưa có sợ, đừng nói chi Đảng Cộng sản Việt Nam.
Không sợ là cái chỗ nào? Tại sao Đức Quốc Công dám thưa Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim? Có ai dám thưa Tàu Cộng hay không? Anh chị em đã biết Tàu Cộng nó có dân số là 1 tỷ tư. Anh chị em chỉ nghe nói 1 tỷ tư là anh chị em đã thấy là rùng rợn rồi, tức là quá đông rồi. Mà Đức Quốc Công Tổng thống vẫn dám thưa Tàu Cộng, thì anh chị em nghĩ Cộng sản Việt Nam, Đức Quốc Công có sợ không vậy? Chúng ta chỉ nhìn hai điểm đó là chúng ta biết rồi. Khi Đức Quốc Công Tổng thống nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời 30 năm về trước là đã biết phải đối đầu với Cộng sản Việt Nam và sau lưng là Tàu Cộng. Nhưng Đức Quốc Công cũng phải làm vì vận mạng đất nước, vì sự tồn vong của dân tộc mà phải làm. Đức Quốc Công không làm thì ai làm? Và hiện nay chúng tôi cũng không làm thì ai làm? Nên chúng tôi luôn kêu gọi tất cả người dân Việt Nam, chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để cứu lấy mình, cứu lấy người. Anh chị em đã thấy tất cả những gì mà viết trong bài viết này. Từ tên Tô Lâm rất là độc ác. Nắm những chức vụ quan trọng rồi giết luôn những người yêu nước năm 1985. Tức là Trần Văn Bá, tức là anh hùng Trần Văn Bá. Năm 1985 cho tới 90 là cái giai đoạn còn rất là nhiều người có tấm lòng yêu nước muốn trở về cái đất nước của mình, làm sao để có thể chống đỡ giải thể cộng sản, nhưng mà không có ai làm được cả. Nếu chúng ta không hiểu rõ về Cộng sản Việt Nam thì chúng ta không có thể làm được. Chỉ cần chúng ta lú ra là chúng ta bị giết ngay. Đó là bằng chứng tại sao mà anh hùng Trần Văn Bá mà bị Cộng sản Việt Nam do tên Tô Lâm sát hại tại Thủ Đức năm 1985. Như vậy thì anh chị em thấy là nếu chúng ta lú ra bao nhiêu là nó giết hết. Cả những tên đảng viên Cộng sản nó giành giật chức quyền tài sản mà nó còn giết luôn, thì anh chị em nghĩ đi. Anh chị em nghĩ là chúng ta, nếu chúng ta không có đủ trí tuệ, chúng ta không có sách lược, chiến lược, chúng ta không có một người có mưu trí, tài cao, thì không bao giờ có thể đối đầu với Cộng sản Việt Nam. Đó là sự may mắn cho đất nước Việt Nam của chúng ta, là địa linh nhân kiệt. Khi đất nước lâm nguy thì sẽ có anh hùng xuất hiện. Mà đã nói có anh hùng xuất hiện thì dĩ nhiên anh hùng này phải đủ bản lãnh làm sao để giải thể chế độ tào quyền Cộng sản Việt Nam. Nên tất cả những cái tên này nằm trong cái danh sách này, Phạm Bình Minh, Tô Lâm, Nguyễn Tấn Dũng là những tên độc ác nhất, gom góp tài nguyên sắc máu nhất. Hiện nay Nguyễn Tấn Dũng đã đưa người khác ra để lui vào bóng tối, tức là hiện nay nói là rất là hiền. Nhưng mà Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cũng có tin là Nguyễn Tấn Dũng rất là sợ đó, là tại vì cái tội của Nguyễn Tấn Dũng không có nhỏ, đã nằm trong danh sách 19 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, nên đã xin Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa khoan hồng đó. Mà chính phủ này đã làm theo cái đường lối là diệt cộng, bỏ cộng còn diệt, diệt không giết diệt. Cái đó tha thì dĩ nhiên là nếu mà dám đạp mặt Hồ Chí Minh thì tha, nhưng mà cái tội thì người dân xử chứ không phải tổng thống xử. Tổng thống đặt cái quyền lợi của người dân, anh chị em đã thấy Đức Quốc Công kêu gọi trưng cầu dân ý, thì những cái chuyện khác Đức Quốc Công cũng sẽ giao cho người dân. Tức là những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam có tội với nhân dân thì nhân dân xử, còn dám đạp mặt Hồ Chí Minh trở về với chính nghĩa quốc gia, đó là một người biết ăn năn hối cải, ta nói là quay đầu là bờ. Nhưng mà nếu quay đầu là bờ mà nếu giết hại rất là nhiều người mà cướp rất là nhiều tài nguyên thì anh chị em nghĩ thế nào? Tức là mạng sống có thể tha nhưng mà tội thì phải xử, có phải không? Anh chị em nghe có xem phim Tàu không? Chúng tôi nghĩ như vậy đó. Còn không thì cả mạng cũng không có giữ luôn. Tại vì nếu cái mạng mất thì cái gì cũng mất. Nhưng mà cái mạng còn sống, tức là người đã biết ăn năn hối cải trở về với chính nghĩa quốc gia. Thì cũng mong rằng tất cả những đảng viên Cộng sản Việt Nam đó
nên quay đầu trở về với chính nghĩa quốc gia thì bảo tồn. Nếu mà có tài sản mà không có cướp bóc của người dân thì có thể giữ lại được và giữ được cái tánh mạng của mình, còn được tiếc thơm làm biết quay về với chính nghĩa quốc gia, biết đứng bên người dân để bảo vệ tổ quốc, đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta để cùng nhau xây đắp một đất nước Việt Nam phú cường. Rất mong là những người đã đi sai đường hãy trở về chính nghĩa quốc gia với sự khoan hồng của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Còn nếu ngoan cố thì chuyện gì xảy ra, hậu quả tự mình gánh chịu. Đường lối của Đức Quốc Công Tổng thống đã đưa ra 30 năm về trước. Chi thật lật cộng, diệt cộng bỏ cộng, còn diệt gì không giết diệt, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Những cái này anh chị em nghe rất là quen thuộc, cũng giống như là những bản tuyên bố rõ ràng là đây là đường lối của Đức Quốc Công Tổng thống, muốn cho tất cả những đảng viên cộng sản hay những người đã đi sai đường trở về với chính nghĩa quốc gia. Cái bài này nó rất là dài, chúng tôi chỉ tóm tắt lại. Nếu mà chúng ta đọc giải thích từ câu thì tôi nghĩ là nó dài khoảng 2 tiếng live stream. Mà những cái gì mà anh chị em nghe đó thì nó đã có hiện diện trong đất nước Việt Nam hết rồi. Tức là tên nào hát cỡ nào anh chị em cũng thấy, tên nào cướp tài sản cũng thấy, là tên nào bị thủ tiêu anh chị em cũng thấy luôn. Thì lâu lâu anh chị em đã thấy đảng viên này nó biến mất thì anh chị em biết là nó đã đi vào bóng tối rồi. Tại vì cái đó là giành quyền lực. Nên một cái đất nước Việt Nam của mình đó, nếu mà vì quyền lợi, vì quyền lực, vì tài chức quyền, vì tài sản đó thì cái đất nước của mình nó mau tiêu vong lắm. Tại vì người dân không có được tiếng nói. Cộng sản độc tài, độc tôn và độc ác thì anh chị em đã không còn con đường nào thoát cả. Đó là chúng tôi có thể giải thích theo cái nghĩ của mình về những cái mà anh chị em đã sống trong hiện trong cái đất nước của mình. Hiểu thêm về Cộng sản Việt Nam, hiểu thêm về những tên mà chiên, cướp bóc, tham ô, dâm dục. Thì anh chị em đã thấy trong này nè, anh chị em đã thấy không? Phạm Bình Minh là con của ai? Rồi lấy ai lại đẻ ra mà không có dám nói, rồi đổi tên đổi họ. Rồi á, đã như vậy rồi tới lớn lên rồi đi làm việc không đi, rồi tối ngày đi kiếm gái. Nhất là những cái tên Cộng sản Việt Nam này là gây tội ác rất là nhiều á, tức là dâm dục, nó muốn cái gì thì nó làm, nó không kể tới đạo đức lương thường đạo lý gì cả. Nên đẻ ra con rơi con rớt tùm lum. Anh chị em có biết những người đảng viên Cộng sản Việt Nam con của ai không? Dạ biết. Hồ Chí Minh á, con của Hồ Chí Minh là ai không? Anh chị em còn được cái tôn thờ cái tên Hồ Chí Minh nghe. Vợ thì một đống một đàn luôn, cái gì cũng thấy mà ghê mà nói là các người đừng có tôn vinh là Hồ Chí Minh là cha già dân tộc nghe, làm mà cho nó nhục cái đất nước Việt Nam của mình, nó thúi luôn đó. Cha già dân tộc chỉ là một phần nhỏ thôi, nó không có giá trị gì đâu. Và những cái danh từ đó đó, những cái từ đó đó, nó làm cho dơ cái đất nước Việt Nam mình. Tại vì Hồ Chí Minh là tên Việt gian Tàu Cộng. Cái xác Hồ Chí Minh còn nằm ở lăng Ba Đình thì cái cuộc đời của tất cả người dân Việt Nam chúng ta tiếp tục khổ và từ từ chết khô. Nên tất cả người dân Việt Nam chúng ta muốn lôi cái xác của Hồ Chí Minh ra đó thì anh chị em phải đoàn kết cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa, để mà dẹp cái lăng Ba Đình. Cái tiền đó là cái tiền xương máu của người dân Việt Nam. Mà ai mà đi vào cái lăng đó đó, tức là đồng lõa với cái tội phản quốc. Tại sao chúng tôi nói vậy? Anh chị em còn đi thăm viếng một cái xác mà thúi rửa, mà một tên gián điệp Tàu Cộng
nó đã làm hại cả dân tộc Việt Nam của mình. Như vậy thì anh chị em nghĩ thế nào? Nếu một người có ý thức không bao giờ bước chân vào đó, cũng không coi Hồ Chí Minh là những cái thần tượng mà những dân như Cộng sản Việt Nam nó hay tuyên truyền cho anh chị em, mà anh chị em hãy gạch mặt nó, phải nói lên cái chính nghĩa quốc gia của mình, cái lập trường dân tộc của mình. Tại vì Hồ Chí Minh là tên Tàu Cộng, mình gạch mặt nó giống như đường lối của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa của Đức Quốc Công, là phải gạch mặt Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông. Đây là hai người đã tàn hại đất nước Việt Nam và nổi lên cái tinh thần gạch rõ cái lằn ranh giới của mình. Tôi là người Việt Nam mà người Tàu tàn hại đất nước Việt Nam thì tôi sẽ không có tha. Nhưng mà có rất là nhiều người vẫn không có dám làm. Chừng nào anh chị em mà làm dám làm đó thì anh chị em là những anh hùng của dân tộc. Chúng tôi thì bao nhiêu cũng được và đạp bao nhiêu cũng được và đạp rất là nhiều lần. Thì đừng có ai nói là Hồ Chí Minh mà còn tiếng tăm gì nữa. Chúng tôi đã đạp nó từ Liên Hiệp Quốc cho tới bây giờ mấy chục năm. Và rất là nhiều hàng hàng lớp lớp người đã gạch mặt Hồ Chí Minh. Anh chị em có thấy 87.000 thành viên vào chánh phủ, tức là những người này phải đạp mặt Hồ Chí Minh hết. Đó là những trong cái hệ thống trưng cầu dân ý nha. Còn rất là nhiều những người khác chưa có vào hệ thống trưng cầu, giống như chúng tôi đâu có nằm trong cái danh sách đó. Chúng tôi vào trước mà đâu có nằm trong danh sách 80.000 người. Nên anh chị em muốn được tự do thì anh chị em phải hành động. Bây giờ anh chị em muốn tham gia chính phủ thì anh chị em vào cái đường link www.vietnamcộnghoa.com. Ở trong đó anh chị em có thể đọc hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đọc thơ của Đức Quốc Công Tổng thống, và anh chị em có thể vào đường link trưng cầu dân ý, trong đó cũng có, và tham gia chánh phủ. Toàn bộ là anh chị em điền bằng điện tử và xin già xin việc làm đều nằm trong trang Việt Nam Cộng Hòa viết tắt số 3.com. Đó là một cái trang có đầy đủ những cái mà anh chị em cần muốn cho đất nước Việt Nam của mình. Tức là anh chị em muốn biết về hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì anh chị em vào đó đọc hiến pháp để anh chị em biết là đường lối và những gì mà Đức Quốc Công sẽ mang về cho người dân nằm trong hiến pháp đó. Còn anh chị em muốn biết về vị tổng thống này có tài ngâm thơ thế nào và nỗi lòng của Đức Quốc Công qua hơn 80 bài thơ thì anh chị em vào đó để đọc thơ. Và anh chị em muốn tham gia chánh phủ thì anh chị em vào đó điền đơn để tham gia Liên đoàn Hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi anh chị em muốn xin già thì anh chị em vẫn tiếp tục điền. Tuy rằng hiện nay về xây nhà nó rất là chậm, là cũng do những tên Cộng sản Việt Nam mà thôi. Nên chúng ta phải dẹp bỏ nhanh, nên cái tiến trình nó mới nhanh được. Anh chị em nghĩ sao đảng Cộng sản Việt Nam nó đang cầm đầu, nó để cho chúng ta tự do làm gì làm chị thì nó đã bị giải thể rồi. Nên chúng ta phải dẹp Cộng sản Việt Nam thì chúng ta mới làm nhanh cái tiến trình mà Đức Quốc Công Tổng thống đưa ra xây nhà cho người dân. Thì ở trong đó có nhiều cái đường link như vậy đó. Anh chị em muốn cái gì anh cần em cần, anh chị em chỉ nhìn vào cái đường link nào, bấm vào đó thì anh chị em sẽ thấy. Bây giờ nhắc lại cho anh chị em muốn đọc hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, vào đường link www.vietnamcộnghoa.com. Thì anh chị em muốn xin nhà, xin việc làm cũng ở trong đó, tham gia trưng cầu dân ý cũng ở trong đó luôn. Tất cả đều nằm trong trang đó, rất là dễ. Thì anh chị em vào đó, anh chị em suy nghĩ là anh chị em muốn làm gì, và điền bằng điện tử. Và chúng tôi khuyên tất cả anh chị em nên tập điền bằng hệ thống điện toán hết. Tại vì sau này Đức Quốc Công Tổng thống về tất cả đều dùng bằng điện toán. Ví dụ anh chị em muốn xin việc làm, anh chị em cũng phải vào hệ thống đó điền đơn. Nó vừa tiện lợi mà không mất nhiều thời gian. Và anh chị em sẽ quen dần với những cái gì mà tối tân hiện đại nhất. Chúng tôi tin rằng Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sẽ đưa nước Việt Nam sánh vai cùng năm châu thế giới. Thì tất cả người dân Việt Nam chúng ta phải làm quen với những hệ thống điện toán.
cái đó chúng ta sẽ đỡ mất thời giờ, mà chúng ta cũng nói lên là chúng ta rất là thông minh, chúng ta biết làm những cái gì mà nó tối tân hiện đại, chứ không phải là chúng ta ngồi đó viết, lấy giấy ra viết. Người ta lên khung trăng, mình đừng có ở dưới đất. Tức là mình cũng phải từ từ bò theo để lên khung trăng chứ. Thì đất nước Việt Nam mới sánh vai cùng năm châu thế giới. Còn anh chị em chỉ trưng cầu dân ý thì anh chị em vào đường link www.trưngcầudâný viết tắt, mà cái đường link trưng cầu dân ý đang chạy ở trên cái live stream. Và anh chị em muốn đón Đức Quốc Công Tổng thống thì cũng vào đường link đón Tổng thống. Và mai mốt thì chúng tôi sẽ cho chạy đường link Việt Nam Cộng Hòa 3 lên cái đường link ở dưới này để cho anh chị em biết thêm một trang nữa. Tại vì hiện nay có thơ Đức Quốc Công Tổng thống ở trong đó, hiến pháp cũng ở trong đó. Nên bây giờ sẽ giới thiệu cho anh chị em biết Việt Nam Cộng Hòa 3.0. Mà Facebook nó rất là kỵ đó, là Cộng sản Việt Nam nó kỵ đó. Tại vì trang đó nói lên tinh thần của tất cả người dân Việt Nam có những đầy đủ cái yếu tố để mà tất cả chúng ta đều biết là một chính phủ đang làm gì và đưa gửi đến cho người dân những gì. Trong hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, anh chị em có thể đọc và anh chị em sẽ biết đường lối của Đức Quốc Công Tổng thống và tất cả những gì có thể thi hành khi đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Thôi bây giờ thôi, chúng tôi ngừng cái live stream ở đây. Giấc này cũng là khuya và cũng rất là dài. Hẹn tất cả anh chị em những live stream kế tiếp. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe bài hát mà trưng cầu dân ý rất là quen thuộc. Anh chị em hãy trưng cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công, là anh chị em ủng hộ nền tự do, hòa bình, ấm no trên đất nước Việt Nam. Không phải anh chị em trưng cầu dân ý là anh chị em đưa tổng thống lên làm tổng thống. Dù sao tổng thống đã là tổng thống của nước Việt Nam rồi, không cần anh chị em phải đưa tổng thống lên làm tổng thống nữa. Mà chúng ta trưng cầu dân ý là để ủng hộ tổng thống giải thể Cộng sản Việt Nam nhanh hơn bình thường. Thay vì cái số trưng cầu dân ý nó ít thì chúng ta chậm, thay vì anh chị em nghĩ 50 triệu người dân có thể tham gia trưng cầu dân ý mà hiện nay chúng ta mới 8 triệu thôi. Như vậy anh chị em so với 50 triệu từ 18 tuổi trở lên thì anh chị em thấy con số này như thế nào? Đó chưa nói lên tinh thần yêu nước của tất cả người dân Việt Nam. Đó là nói lên những người có tinh thần yêu nước, còn chưa nói lên cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Anh chị em biết là những thời trước xưa, xa xưa mà chúng ta học lịch sử, chúng ta thấy các bậc tiền nhân, họ chỉ kêu gọi người dân, kêu gọi chống ngoại xâm, thì hàng hàng lớp lớp đã bắt đầu đăng ký, dù biết có thể chết tại sa trường nhưng mà người ta vẫn làm. Còn hiện nay anh chị em không có tốn xương máu, tức là anh chị em vào trường linh trưng cầu dân ý, anh chị em đâu có mất cái gì đâu. Anh chị em mất có 3 đến 5 phút. Mà anh chị em biết 3 đến 5 phút anh chị em có thể làm gì? Ở ngoài, anh chị em lên Facebook, anh chị em chơi mấy tiếng đồng hồ, anh chị em đi vòng quanh thế giới, anh chị em có thể ngồi xem live stream này kia. Nó mất rất là nhiều thời gian, nhưng 3 đến 5 phút chỉ xề qua xề lại là anh chị em đã thấy 3 đến 5 phút là đã xong. Mà 3 tới 5 phút này anh chị em nếu biết tận dụng là anh chị em tự cứu mình và cứu người. Và anh chị em là những anh hùng của dân tộc, noi gương theo các bậc tiền nhân mà ngày xưa mà kêu gọi đứng ra ra trường để đánh giặc đó, hàng hàng lớp lớp. Bây giờ anh chị em vào hệ thống trưng cầu dân ý đó, mà tham gia trưng cầu dân ý đó là anh chị em đang sắp hàng 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 lớp lớp để mà triệt tiêu cái chế độ Cộng sản Việt Nam bằng lá phiếu trưng cầu dân ý mà tối tân hiện đại nhất của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam gửi đến cho người dân Việt Nam. Đưa người dân lên một cái quyền hạn cao nhất là có thể nói lên tiếng nói của mình qua lá phiếu trưng cầu dân ý.
Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe bài hát Trưng cầu dân ý. Trưng cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. 3-5 phút, nhẹ nhàng mà vũ khí, đó kêu bằng vũ khí mới là tối tân hiện đại nhất đó, chứ không phải như cái vũ khí mà nãy đọc cho anh chị em nghe. Là Cộng sản Việt Nam tức là mua những cái vũ khí mà rất là cũ kỹ của Mỹ mà nói là tối tân. Bây giờ vũ khí của anh chị em qua hệ thống trưng cầu dân ý đó mới tối tân, là đó là vũ khí hiện đại nhất mà chúng ta không cần phải giác gì cả. Mà chúng ta biết đường để trưng cầu dân ý là anh chị em là người đã quen với hệ thống điện toán, tức là người thông minh. Thì anh chị em thấy đất nước Việt Nam có soi sáng khắp quả địa cầu như bài hát Đào Minh Quân Hạnh Phúc hay không? Anh chị em tham gia trưng cầu dân ý bằng hệ thống mà anh chị em chưa bao giờ thấy, tức là cả thế giới này cũng hình như không có, cả nước Úc này chúng tôi phải đi xếp hàng đó, chứ không phải được vào hệ thống đó đâu. Như vậy thì Tổng thống sẽ đưa nước Việt Nam sánh vai cùng năm châu thế giới đâu có khó. Người ở bên Mỹ và những người ở nước Úc này, những người mà ra hải ngoại có con có cháu đều là những người có thể sau này sẽ về xây đắp lại một đất nước Việt Nam. Và chúng tôi nói thí dụ nha, chúng tôi cũng có con cái cũng là học tốt nghiệp, cũng là những kỹ sư điện toán, những người làm việc về hệ thống điện toán hay là tất cả. Sau này khi mà đã có gia đình vững bền ở các nước tự do thì anh chị em nghĩ chúng nó cũng phải chạy về Việt Nam để tiếp một tay, để tái thiết lại đất nước. Đó là những nhân tài mà đang nằm ở hải ngoại này, chờ ngày để xây dựng lại một đất nước Việt Nam phú cường. Chúng tôi muốn như vậy. Và chúng tôi tin rằng sẽ có rất là nhiều người, khi đất nước Việt Nam tự do, sẽ có rất nhiều người, những tài năng của thế giới sẽ trở về Việt Nam cùng với Đức Quốc Công Tổng thống xây dựng lại một đất nước Việt Nam phú cường, sánh vai cùng năm châu quốc tế. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe bài hát Trưng cầu dân ý. Trưng cầu
dân ý ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, đem tự do ấm no về cho đất nước của mình. Cảm ơn tất cả anh chị em đã xem live stream Hội Phụ Nữ Việt Nam Tăng Dân Chủ Toàn Cầu. Thì chúng tôi cũng mời gọi tất cả chị em phụ nữ, nếu muốn có cơ hội để phát triển cái tài năng của mình, muốn đóng góp cho đất nước, muốn phụ giúp một tay với Hội Phụ Nữ Việt Nam Tăng Dân Chủ Toàn Cầu để giúp đỡ những gia đình, những nạn nhân, tất cả những người cần chúng ta giúp đỡ. Tại vì tấm lòng của phụ nữ thì bao la hơn, chịu cực khổ hơn là những thanh niên. Những thanh niên thì để xây dựng lại đất nước, còn chúng ta thì làm những việc mà giúp đỡ những gia đình, những con cháu nuôi dạy, hầu như tất cả những gì mà để dạy dỗ cho những thế hệ, thì phụ nữ Việt Nam đóng một vai trò rất là quan trọng. Còn các anh thanh niên đều là để xây dựng lại đất nước. Nên ở thế giới là anh chị em thấy là không có ai qua những thanh niên tầm tổng thống, thủ tướng, chức phụ nữ không có được nhiều đâu. Nên dù sao thì tất cả những thanh niên, những đàn anh là hầu như vẫn là đứng đầu cả thế giới. Thì mỗi người chúng ta sinh ra đều có cái vai trò riêng của mình. Dù việc nhỏ, việc lớn gì chúng ta cũng đóng góp vào trong cái công cuộc giúp dân của nước hay là cả thế giới này. Thì mong rằng tất cả người dân Việt Nam chúng ta bây giờ bắt đầu mạnh dạn lên để cùng nhau giải thể Cộng sản Việt Nam, cùng nhau xây dựng lại một đất nước Việt Nam phú cường. Có khi nào anh chị em cứ tưởng tượng chúng ta nhìn thấy một đất nước Việt Nam nơi đâu cũng sạch sẽ, nơi đâu cũng có tình thương, và đi đến đâu thì chúng ta cũng được người ta kính trọng. Nước Việt Nam rất là phát triển, Việt Nam chế được cái này cái nọ, người Việt Nam rất là thân thiện. Nếu anh chị em nghe cả thế giới ca tụng đất nước Việt Nam như vậy, anh chị em có thể cũng thấy rất là vui. Chúng tôi kể chúng tôi còn thấy vui. Đó là nguyên nhân tại sao chúng tôi không có ngại mà lên live stream để truyền bá, để giải thích cho tất cả anh chị em. Dù có người ủng hộ, có người không ủng hộ, nhưng chúng tôi còn phải làm. Đó là trách nhiệm của một người con dân nước Việt. Chúng tôi có thể làm được những gì mà có thể giúp Đức Quốc Công sớm trở về thì chúng tôi sẽ làm. Tại đó là mục tiêu của chúng tôi vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa. Khi Đức Quốc Công giải thể được chế độ tà quyền Cộng sản, thì tất cả người dân Việt Nam của chúng ta đã cởi bỏ đi cái xích xiềng từ ở trong tâm thức cho đến bên ngoài. Thì từ đó chúng ta mới xây dựng là một đất nước phú cường được. Còn nếu không thì chúng ta vẫn mãi mãi sống với cái xích xiềng của Cộng sản mà không có thể ngóc đầu lên được. Bây giờ anh chị em đã nghe bài hát Trưng Cầu Dân Ý, và tôi cũng có cái bài hát này rất là hay để mà gửi đến cho tất cả anh chị em, kêu gọi tình đoàn kết. Bài hát này không phải của Đức Quốc Công mà có những người yêu nước ở hải ngoại. Anh chị em nghe bài hát này, chúng tôi muốn phát để kêu gọi tất cả những người bạn trẻ Việt Nam từ ở trong nước cho đến hải ngoại, và tất cả những người có lòng yêu nước, có tấm lòng muốn đóng góp một bàn tay. Đây là kêu gọi tình đoàn kết. Đây là bài hát của Việt Dũng và Nguyệt Ánh. Đây là những người ở hải ngoại cũng chống cộng, mà Việt Dũng là người đã đạp mặt Hồ Chí Minh nhưng mà anh đã chết. Thì dầu sao cũng đó là cũng những tấm lòng, là sáng tác ra những bài nhạc để kêu gọi tình đoàn kết. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe bài nhạc rồi chúng ta chia tay. Xin mời.
năm xưa đánh quân xâm lăng, hậu nhân ngày nay trong quân vô thần. Tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm truyền ngọn lửa thiêng muôn đời, từ thời Lạc Long vua hùng tiền cùng thế giới. Dòng người Việt Nam nối nhau nhập vào đoàn quân quang trung, vì mẹ Việt Nam có toàn con cháu triều chứng. Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, quân phương trời trên biển ủng hộ. Vì ta Việt Nam, long liệt Việt Nam, vì bên Việt Nam. Việt Nam vươn lên từ trong đau thương, từng lúc chung công diện tâm tối thiêng. Toàn dân
Anh chị em vừa nghe cái bài hát có phải là đầy sĩ khí của người Việt Nam hay không? Xin lỗi. Chúng tôi rất thích những cái bài hát mà nói về những bậc tiền nhân hay là kêu gọi tình đoàn kết. Tại vì chúng ta là người Việt Nam, dù chúng ta ở nơi đâu, khắp nơi trên toàn thế giới, chúng ta cũng vẫn là người Việt Nam. Cái đó không bao giờ thay đổi được. Mà đã là người gia Việt Nam thì đất nước lâm nguy chúng ta phải làm, chứ không có ai làm cả. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta không làm thì ai có thể giúp chúng ta được? Quốc tế có thể họ hỗ trợ về những cái mặt mà họ có thể làm được, nhưng mà người dân Việt Nam không muốn tự do ấm no hạnh phúc, tức là không muốn giải thể cái chế độ cầm quyền khắc nghiệt, thì không có ai cứu chúng ta cả. Đó là nguyên nhân tại sao Đức Quốc Công Tổng thống kêu gọi anh chị em tham gia trưng cầu dân ý. Tham gia trưng cầu dân ý là nói lên tiếng nói của mình. Thay vì anh chị em xuống đường mà anh chị em không có cơ hội xuống đường, thì bây giờ cái lá phiếu trưng cầu dân ý là anh chị em đã xuống đường, nói lên tiếng nói của mình. Chúng tôi không muốn sống với chế độ cộng sản nữa, qua lá phiếu trưng cầu dân ý. 3 đến 5 phút là anh chị em đã làm tròn mặt trách nhiệm của một người con dân nước Việt, cũng là những anh hùng đã xông pha ra chiến trường. Nhưng mà chiến trường này chúng ta không phải đổ xương máu. Mà anh chị em đã thân cầu dân ý là Đức Quốc Công Tổng thống sẽ lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Nên mới kêu gọi toàn dân phải chờ đợi 30 năm dài đằng đẵng như vậy, là để không muốn đổ máu, không muốn cho người dân Việt Nam chúng ta mất đi cái tinh thần sĩ khí, tức là mất đi cái năng lực của tất cả người Việt Nam. Nếu chúng ta chết người, mất người, thì nước Việt Nam chúng ta có vui gì khi chúng ta lấy lại một đất nước rồi xây dựng trên xác người? Nên mong rằng tất cả anh chị em, mỗi người hãy bảo vệ lẫn nhau. Tức là lá phiếu của trưng cầu dân ý của anh chị em, là anh chị em đã bảo vệ cho người Việt Nam, đất nước Việt Nam. Không có ai bị chết. Đất nước Việt Nam chúng ta không có bị mất. 3 đến 5 phút là anh chị em đã làm một chuyện mà lấp biển giá trời. Chúng tôi là những người tiên phong, còn anh chị em là những người kế tiếp để cùng chúng tôi đẩy mạnh cái tiến trình giải thể Cộng sản Việt Nam. Chúng ta không giải thể Cộng sản Việt Nam sớm đó thì tài nguyên chúng ta sẽ bị mất. Và những cái tên thơm quan hô lại mà hồi nãy giờ chị em đã nghe đó, đây là những người sẽ dơ dét hết xương máu của người dân, nên chúng ta phải giải thể họ. Họ không làm được cái gì cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, thì chúng ta phải dẹp bỏ. Cái gì xấu, cái gì cũ mà vô dụng thì chúng ta không có giữ lại. Mà chúng ta may mắn có Đức Quốc Công chỉ cho chúng ta biết cách nào để dẹp sạch Cộng sản Việt Nam, đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó là một điều may mắn. Cầu chúc cho đất nước Việt Nam sớm được tự do. Cầu chúc cho Đức Quốc Công sắp xếp được mọi việc để có thể trở về. Sớm ngày nào thì người dân Việt Nam chúng ta đỡ khổ được ngày đó. Những người có tấm lòng, những người muốn thoát ra khỏi chế độ Cộng sản, ngày đêm hầu như họ đang chờ đó cái gì đó mới mẻ, tươi đẹp nhất trên đất nước Việt Nam. Cờ vàng sẽ tung bay trên đất nước Việt Nam. Anh chị em tin, lòng tin mãnh liệt, anh chị em sẽ thấy cờ vàng sẽ bay trên đất nước Việt Nam. Chúng tôi cũng vậy. Và chúng tôi tin chắc rằng Đức Quốc Công sẽ giải trừ chế độ Cộng sản Việt Nam. Cái gì cũng vậy, phải có hồi kết thúc. Và những gì mà Cộng sản Việt Nam đã làm cho người dân Việt Nam, đến lúc phải kết thúc. Nếu không kết thúc thì một nước Việt Nam sẽ biến mất khỏi cái quả địa cầu này, không còn là nước Việt Nam nữa. Tại vì Tàu Cộng nó đã lấy rồi thì chúng ta đâu còn nước Việt Nam nữa. Nếu như vậy thì chúng ta phải làm nhanh. Nhanh chừng nào tốt chừng nãy. Anh chị em ở bên ngoài tham gia trưng cầu dân ý, rỉ tai cho người dân tham gia trưng cầu dân ý. Tất cả, mỗi người một bàn tay đóng góp vào cái công cuộc này. Còn Đức Quốc Công Tổng thống lo về ngoại giao, về các mặt mà chúng ta không có thể làm được. Còn chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng có thể truyền bá trên các live stream, những truyền thông. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi đang làm.
thì anh chị em không làm những cái đó, anh chị em có thể retire cho người dân. Anh chị em chỉ cần báo cho đất, cho những người ở trong nước Việt Nam, tức là đồng bào của mình, nói cho họ biết rằng ở hải ngoại có một vị tổng thống sẽ giải thể chế độ tạo quyền Cộng sản Việt Nam, đem tự do Ấn Độ về cho đất nước. Họ ủng hộ hay không, đó là quyền của họ. Nhưng mà anh chị em cứ thông báo như vậy. Nếu họ có tấm lòng, tự nhiên họ phải biết làm cái gì. Và ai muốn đón Đức Quốc Công thì vào hệ thống. Cái đường link đón Đức Quốc Công.com để ghi tên, nói lên tấm lòng anh chị em khao khát tự do. Và Đức Quốc Công nhìn thấy hệ thống trưng cầu dân ý đó, ào ạt, có rất là nhiều người tham gia trưng cầu dân ý và đón Đức Quốc Công, thì Đức Quốc Công sẽ trở về trên Việt Nam của chúng ta. Chắc chắn ngày đó sẽ đến. Ngày giờ sẽ điểm, mình không biết, mình không ai nói được là ngày nào. Có thể nó rất là nhanh và cũng có thể nó hơi chậm. Tình hình đất nước Việt Nam hay là thế giới anh chị em cũng đã thấy rồi. Cái bệnh COVID-19 này từ đầu cộng ra mà ai cũng khổ cả. Lại cấm vận là tất cả không có ai được tự do nữa. Bao nhiêu đó anh chị em đã cũng là thấy không thấy thoải mái, thì đừng nói là anh chị em đang sống với chế độ Cộng sản. Anh chị em cũng thấy đau khổ vậy thôi. Thôi bây giờ và lại xin kết thúc cái live stream. Cầu chúc cho tất cả anh chị em năm mới 2021 luôn vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, thành công tốt đẹp những gì mà anh chị em mơ ước, và luôn luôn gặp may mắn và được sự gia hộ của trời Phật, hồn thiên sông núi, giúp cho chúng ta sống hoàn thành sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân như Đức Quốc Công Tổng thống mong muốn. Tại vì chúng ta là những người đi cùng con đường với Đức Quốc Công thì chúng ta nhất định sẽ thành công. Cầu chúc cho đất nước Việt Nam sớm được tự do, người dân Việt Nam sớm thoát dòng xiềng xích của Cộng sản Việt Nam. Và những người Cộng sản Việt Nam, chúng tôi khuyên nên hãy quay đầu trở về với chính nghĩa quốc gia. Không còn con đường nào chọn lựa. Một, chúng ta trở về với chính nghĩa quốc gia. Hai, chúng ta sẽ bị hủy diệt. Mà chúng tôi tin rằng tất cả những người thông minh không bao giờ để cho mình tự hủy diệt. Cầu chúc cho anh chị em sáng suốt để biết chọn ra đâu đúng sai thiện ác chánh tà. Dạ, bây giờ thôi, Pha Lê cũng ngừng cái live stream. Và mời tất cả anh chị em cùng Pha Lê hô to ba lời thề son sắt của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Nếu cái live stream mà có gì sơ sót thì cũng xin tất cả anh chị em mà hãy thông cảm. Tại vì bây giờ Pha Lê bắt đầu live stream ở trong này nên có nhiều khi cũng còn sơ sót, nó không có được hoàn hảo lắm. Mà mong rằng cái tiếng nói nó rõ hơn chút để cho tất cả anh chị em có thể nghe rõ những gì mà chúng tôi nói để truyền đạt những cái thông tin từ chính phủ. Và bây giờ mời tất cả anh chị em cùng chúng tôi nêu cao ba lời thề son sắt. Dân tộc Việt bất khuất, bất khuất. Hương thổ Việt bất phân, bất phân. Nhân dân Việt bất ly, bất ly. Dạ, Pha Lê xin trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Tổng thống, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm và đồng bào, anh chị em khắp nơi trong và ngoài nước. Chúc anh chị em luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống, bình an, tự do, ấm no, hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ hai chữ tự do đó chút trước thôi, chứ thật ra là anh chị em chưa có thấy tự do là tại vì Đức Quốc Công chưa có về, có đúng không? Và ngày đó chắc chắn sẽ đến. Nguyện cầu trời Phật hồn thiên sông núi gia hộ độ trì cho Đức Quốc Công Tổng thống muôn vàng thuận lợi để giải thể cho sớm cái chế độ Cộng sản Việt Nam, để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Trân trọng kính chào tạm biệt tất cả đồng bào anh chị em trong và ngoài nước.